gà gán chú mua để ăn luôn ha. Ha. Cơm đâu còn có ngon vậy bạn. Của má ba đưa ăn. Trời ông cũng có người quay clip ghê vậy. Đúng rồi. Có hồng đại dương mà. Cái rửa dính cơm kìa, dính cơm kìa mũi đi. Dính cơm đổ mũi kìa. Chết chết. Đậu gì đó. Rồi gớt rồi. Gớt xuống rồi. Cơm ngon rồi chứ. Ủa chứ ăn cay được hả chứ? Thấy ớt quá trời. Cái rồi nè. Rồi mở rồi, nướng mở rồi. Không phải đến gì đâu. Lẽ bộ mày lấy anh chồng có đứa con riêng à? Mày bắt trước thằng Minh con chuối nè. Bắt trước con hả Dớp? Lẽ ơi em có con hay sao gì chứ, nói kìa, có chồng có con luôn rồi kìa. Chứ em mới vừa lấy chồng có đứa con riêng nữa kìa. Trời mà kỹ sức đẻ như vậy, đẻ cho 8 con chó mực của má luôn. Mười tám quê anh Huy Hùng mà mày đẻ mất con đứa con gái vậy. Vô Hùng 50 xuống biển, 50 lên núi. 200 hả? 100 xuống biển, 100 lên... Ê, lấy vợ có 100 đứa con. Đứa lên núi, đứa xuống biển. Trời ơi. Đó, càng sáng càng ăn còn bị ghẹo thấy chị giấc ơi. Anh đơn quay cuối lại một bài. Chắc có mẹ hiền đó trời. Bị ghẹo không la không quá cái gì trời. Ê ơi, nghĩa nên chăm biết con. Nè, chết con vậy bóp này chứ. Quang, vợ con lẻ đẻn đứa con à. Nè, tôi cho bà coi cái clip. Tôi cho bà coi cái clip của gì nè. Nó bị kỳ quá vậy. Cái gì vậy? Clip con Lâm mới gửi mà. Chết rồi, nó bôi nhọn lên hoài kìa chứ. Nè. Đâu? Nó có gì kỳ lạ không bà Hưng? Trời ghê quá à. Bật lên, ba Hưng bị ra. Thôi chút coi nè, thôi coi nè. Chút kỳ quá chứ, cái đầm lõi nó đúng không? Thôi coi nè chứ. Nha. Chút đầm lõi nó đúng không? Thôi coi nè. Đủ má ta mất ngàn đi chưa. Thôi coi nè. Nha. Giờ của nó ở đây đứng nó quậy hoài sao coi. Trời ơi. Thôi coi nha, thôi cho coi nha. Cha đậu họng rồi. Gì vậy? Thạch dừa. Ờ. Trời hết chuyện mà lấy con cha bán thạch dừa hả? Trời ơi. Trời mưa ế mày nó ăn thạch trừ trời cơm mà không? Chức ăn cơm mà anh Quang đưa cho coi gì mà chức ngẹn luôn gì chức. Chức. Bữa nay con bán số cạnh tranh gì chức nha. Nè. Trời ơi con đỉ nào bỏ số mày xấu quá vậy mà mốt lên đây coi bỏ cho đẹp dạch coi. Trời ơi mày nghĩ sao mà lấy 05 00 vậy có mở hàng cho cờ 05 cờ. Ủa cái này là sao? Từ sao 05 8505 là ít có ai mua nó quýnh mày chết á. Số con trùng là sao? Đụ má con đỉ nó bỏ số mày ác quá vậy. Con trùng là sao? Con hiểu. 0585 đó là con trùng. Con trùng này là nó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa ví dụ mà ra đường mà gặp lé mày đừng bán. Là sao không có hiểu? Mày gặp lé đừng bán, đủ mó mày ủ rồi. Ngay cờ. Không cờ.
Lẹ đó. Ủa mà cho con hỏi là sao là 054585 là số con trùng là không bán được, bán là sao? Số con bán mà chơi bỉ hả? Chơi đỉ hả? À, vậy là nó xui lắm hả? Cảm ơn dì Trúc nhiều nha. Số con cũng đẹp, xong rồi mốt lấy rồi bỏ cho mình ngu quá. Ta bỏ số đẹp bỏ lắm, thôi đi. Không hộ tà đó. Thôi đi. Không có tiền lẻ, có 10 ngàn à, 10, 12 ngàn à. Lấy một tờ nữa. Là 10 ngàn ha. Không mầm. Một tờ nữa ha. Đưa con không luôn đây cho đổ bộ. Bụng má một số ác, cách ba lạnh thiếu à. Lạnh thiếu mới mưa số vậy á, ác. Được rồi, mấy số khó bán rồi. Ê! Mày dẫn mặt bạn đụng má mày con lẻ. Đụng má con lẻ. Đụng má dẫn mặt ẩm ba mày vô à. Mẹ đó con thấy mày lấy mẹ bánh dây chai đó. Đó vợ con chứ còn gì nữa. Vợ nó cũng còn đi bán dây chai á. Cái đỉ mà cũng có vợ. Lắm rồi, gà trống nuôi con mà có vợ. Ê hôm qua anh nhỏ đứng cho ơn mày kìa vợ mà. Không có. Con bé đó bị chồng bỏ, có hai đứa con. Dạ. Con gặp nó dưới chỗ đầm sen á. Ngày nào cũng ba mẹ con nó đi bán xin gom á. Trời ơi, đẹp vậy mà chồng bỏ ba đứa con. Thôi làm mai cho con lẻ luôn đi bà. Định làm mai cho anh Hân Trần nè. Ai? Anh Hân nè. Để ủng hộ anh nha. Gà trống của con. Trời ơi, đủ má nó gà trống luôn nữa mày, mày cho ba đứa nữa hả? Là bốn đứa. Lấy chân trái không không. Không không. Mà không không là con đâu thấy đâu. Có rồi, mày trước lấy rồi. Trước lấy mấy tờ mày vậy? Dạch coi, hai tờ mà. Lấy tấm lầm đi. Rồi, tấm lầm. Tuổi bà nội rồi, đỉ già sớm chết á. Nào nữa. Mày dạch coi nó đưa số mày ác quá, đưa con tao đi chết luôn. 26, 21 quá, về dưới nhà K3 bán đi gặp tôi. Dòng. Bỏ qua K3 bán chứ chết kìa. Rồi, em ủng hộ anh 5 tờ nha. Tối con còn chịu đủ má cái da K3 bán hết rồi nè. Lanh chở đi. Chết kìa, ở ngoài có nhiều đầu không chứ? Để em biết ra ngoài bán. Đẹp nhưng lé mà lấy không? Lé nó hỏi đâu đẹp không? Nó đẹp như anh á. Không quay nhiều cũng chơi đỉ hết à. Rồi rồi. Ê Hoàng, đã hưng quen cái anh cha bán với số có vợ ba đứa con. Ông nói giờ ổng quen nhỏ bắn chung gom ba đứa con để cho ngày gà trống nuôi con. Trời ơi. Ba đứa với đứa vô thành mẹ ông cơ. Trời ơi. Luôn lẻ luôn, ba trời đứa rồi lấy con. Lẻ đồng ý chịu á. Ông lẻ nói là chịu thằng bắn thạch thôi. Không chịu nhỏ ba chung gom. Đủ má hai đứa bay ăn cháo lưỡi nằm chung gom mới gom má. Trời ơi. Mẹ quá trời vậy. Ăn cháo lưỡi mà anh Hân nữa là hai vợ chồng nuôi bốn con. Cái gì mà ăn cháo lưỡi rồi ăn gom. Quen nhỏ có ba đứa con ăn chân gom. Quen cha bán thạch này đủ má rồi cho ăn cháo lưỡi. Nhỏ bán chân gom ba đứa con riêng mày đó. Mày có 10 đứa con trên biển, 5 đứa con xuống biển. Nói vậy tối nay em vô hùng lên nó bóp cổ mày. Hoàng nó nãy nó hùng cao bạn. Rồi đúng rồi, nó hùng nó quá trời luôn chứ. Trời ơi, bà đốt bông lông Hoàng kìa Hoàng. Tại biểu em hùng bả chị. Trời ơi, hùng bả bà đốt bông lông kìa. Anh nhớ em không? Tôi hùng bà có phước. Muốn số không? Nhiều người mà kêu tôi hùng, tôi đâu có hùng. Tôi hùng bà là bà có phước rồi. Cả muỗng bả đi để mất muỗng. Ăn xong rồi hả? Bà bỏ tội chết luôn rồi.
bỏ cơm. Mày đi ăn quan đủ mó mày, con quýnh lé lén mắt cỡ mày đi. Nó sợ rồi lắm mà nó quỷ rồi đó. Tại ba nó giật vậy nè. Con mày con trai có vậy không? Không, con bé này nó bị hiếu động sao đó, chứ ai đâu vậy. Nó gặp con nó cũng giỡn rồi, nó vậy á, rồi nhiều khi nó giành giật kỳ lắm. Con bé nó bị hiếu động sao á. Thiếu tình thương của má. Thiếu tình thương hay sao á. Đủ má, thiếu tình thương mà nói thiếu động. Tao cử mày dắt nhỏ vô làm đỉ ở trong động á. Nó bậy quá vậy chết ơi. Ê nhảy suốt ngày à, bé đó nó không có gì. Đứa lớn này mà đụng má ba đi đâu, ở nhà má nó dụ là cũng quắc luôn. Cho hắn chịu anh đó không? Có đứa con đó. Chứ là mày ảnh cho vợ hơn hay chứ? Đâu có vợ. Không, giờ đâu có vợ đâu. Giờ gà giống đứa con vậy, vậy là mày không cho. Chứ cái bậy nó đã ra chưa là nghe lời con. Được không vậy chứ? Bán cá nhân chiên quen thằng bán gạch đó. Vợ nó bỏ thằng này nó chơi bê đê đó. Bê đê đâu có con đâu, này chẳng có con luôn. Khỏi đẻ luôn hả chất mà có con luôn à. Đúng rồi, quen là có con sẵn luôn rồi. Đâu cần đẻ nữa đâu. Con này chơi đỉ quá vợ bỏ luôn. Mốt gì coi đứa nào kêu ra đây tôi làm mai chị Vĩnh hết á. Cố dắt ra công viên ăn cháo lưỡi. Cháo lưỡi ăn sao chứ, ngon chứ. Ngon, tiêu sói chị à. Lé, chịu hạch phải không? Nhớ không, nhớ không? Ngày mấy chài à. Anh nói chất là phải kiên cử để uống nước ngọt à, ăn bánh ngọt. Chất nó lấy máy nó quay chất rồi chất. Ừ. Quay vậy mày có kiếm tiền nuôi con không? Dạ chưa đâu. Cái gì? Kênh YouTube con chưa có tiền. Và làm sao? Chưa có tiền á. Ủa sao kỹ vậy, mấy anh bay có tiền nó chưa có tiền. Mày giỏi, con dở. Chỉ cho nó kiếm tiền đi. Dạ. Chừng nào nó quay Gia Hưng con mới chỉ. Quay Gia Hưng là thằng nào? Quay lé á. Chừng nào quen lé đi, tôi con chỉ. Lé! Đủ má mày lại cho nó quay rồi. Quen gì chứ? Quen. Quang! Lại cho nó quay kiếm tiền, Quang! Quang! Lại cho quay kiếm tiền coi, đụng má nó già chuyện nè. Ê anh đẹp trai, lại cho nó quay ơi. Trời ơi thêm thằng nữa sao chịu nổi. Vú ra tối nay chắc bể. Ở lại nó năn nỉ giáp nè mập. Mày nghĩ sao? Mập. Nó lại năn nỉ giáp mày cứ kìa. Tao nói chia cài đi. Không. Tẻ tao mướn nọ mày ngu vậy. Mướn đồ. Ai cho mày đi? Không cho mày. Dạ mướn nọ mày cùng. Không. Anh nhớ em không? Anh đẹp trai. Bạn gái có đâu lấy ổng đâu kìa, ổng mua số. Anh đẹp trai, nhớ không? Mày vô duyên tao mời ảnh. Anh đi đâu vậy? Rồi. Mua giùm đi. Đẹp trai kỳ quá mua. Anh mua giùm em. Bà dục chữ này ai mua? Đây. Rồi đó, bà dục cô lẩm gán chẹo rồi nha. Giảm mặt mày à. Lẹ ra chào hàng đi con.
Ủa mày lại ăn mày đi bưng vậy? Đi bưng luôn. Chết rồi. Lẹ mày chuối con ta lại bưng vậy? 10.000 tờ. Giả mặt mày à. 11.000 một tờ này hưởng. Anh Việt Kiều, trời ơi vô đây đẹp trai quá. Đó Việt Kiều hả? Sớm bà ngon cu đen. 5 cờ phải không? 55.000. Khoái cu đen lắm.